chào đón quý vị và các bạn đã đến với chương trình bản tin giải trí tuần này. Chương trình tuần này có những thông tin nổi bật sau. Cơ quan điều tra Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết đã có kết quả xác minh ban đầu về vụ án cô gái tử vong sau khi sử dụng ma túy cùng ca sĩ Châu Việt Cường và một số người khác. Theo đó, khoảng 3 giờ 30 phút ngày 5 tháng 3, sau khi hát, Nguyễn Việt Cường cùng nam ca cùng hai cô gái đến nhà người quen tại phố Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội. Tại đây, nhóm người này đã quan hệ tình dục và sử dụng ma túy tổng hợp. Đến khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, Nguyễn Việt Cường bị ảo giác. Nghĩ chị Hát bị ma nhập nên đã chạy xuống nhà mua tỏi rồi nhét vào miệng chị Hát. Hành động trừ ma của Nguyễn Việt Cường đã khiến cho nạn nhân tắc thở tử vong. Qua khám nghiệm pháp y tử thi, lực lượng chức năng tìm thấy hơn 30 nhánh tỏi, củ tỏi nằm trong miệng chị Hát. Trong đó có 3 củ tỏi nguyên và 10 củ tỏi đã chặt đứt lưỡi, gây tắc phế quản, tắc đường hô hấp là nguyên nhân khiến cho chị Hát tử vong. Cùng ngày, cơ quan điều tra Công an quận Ba Đình đã phối hợp cùng với phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố bắt giữ Châu Việt Cường và triệu tập người liên quan để phục vụ công tác điều tra. Cái tên Hồ Ngọc Hà chưa bao giờ ngừng hot trong làng giải trí Việt. Mới đây, nữ hoàng giải trí đã khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên khi tổ chức sự kiện ra mắt dòng son riêng của mình mang tên MOI tại trung tâm mua sắm lớn của thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, chỉ sau một đêm ra mắt, dòng son này đã được bán sạch và dừng nhận order. Chỉ vậy thôi cũng đủ hiểu độ hot của nó như thế nào. Nhưng mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ lộ diện tin nhắn tố cáo dòng son của cô có chứa chất độc hại gây ung thư. Có lẽ chuyện này còn chưa dừng lại ở đây, và các fan hâm mộ cũng như những tín đồ yêu son đang rất mong chờ những câu trả lời chính thức từ nữ hoàng giải trí. Có một sự thật là những ai đang theo dõi các trang cá nhân của Kỳ Xuyên gần đây sẽ càng ngày càng cảm thấy hoang mang, không biết đây có phải là Kỳ Xuyên thật hay là một nhân vật nào đó cosplay cô. Nếu không nhìn vào loạt hàng hiệu và thần thái sang chảnh vốn có thì dễ là không nhận ra thật lắm, bởi vì Kỳ Duyên dạo gần đây lại sở hữu một gương mặt giống như một bức tượng sáp vậy. Bức ảnh mới đăng lên trang cá nhân của cô ngày 8 tháng 3 khiến cho mọi người giật mình vì gương mặt của Kỳ Duyên quá sắc. Hình ảnh Kỳ Duyên ở thời điểm đăng quang Hoa hậu đã quá nổi so với gương mặt hiện giờ. Sự khác biệt là điều ai cũng có thể nhìn ra. Kỳ Duyên nói rằng mình chỉ giảm cân và bấm huyệt để có một gương mặt như hiện giờ. Tuy nhiên, ai cũng nhìn thấy có một sự khác biệt không hề nhẹ. Hy vọng gương mặt của hậu Kỳ Xuyên sẽ không thay đổi thêm nữa. Cựu thành viên Miss A, Suzy và nam diễn viên Lee Dong Wook sáng nay đã công khai chuyện hẹn hò, khiến cho nhiều người vô cùng ngỡ ngàng. Cặp đôi cách nhau 13 tuổi nhưng đã vượt qua khoảng cách về tuổi tác để trở thành một trong những couple mới nhất của làng giải trí Hàn công khai trong năm 2018 này. Theo TV Report, phóng viên của họ đã tận mắt chứng kiến cặp đôi đang hẹn hò tại Jeongnam-dong. Dù cả hai đã luôn tỏ ra cảnh giác với xung quanh và cư xử chừng mực, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ tình cảm họ dành cho nhau trong mỗi cử chỉ. Được biết, Lee Dong Wook là người đã đổ đứa đừ trước tính cách thoải mái của Suzy. Trong khi đó, về phần Suzy từ năm 2012, trong chương trình Strong Hearts, cô đã từng nói rằng mẫu hình lý tưởng của mình chính là Lee Dong Wook. Ngày 7 tháng 3, báo chí Hàn Quốc đã bất ngờ đăng tải thông tin cho biết nữ diễn viên xinh đẹp Park Shin-hye đang hẹn hò cùng với đàn em kém 1 tuổi Choi Tae-yong. Được biết, cặp đôi này đã qua lại được một năm nay và giấu kín mối quan hệ tình cảm này. Theo lời của một số người bạn của cặp đôi cho biết, cả hai thường xuyên bí mật gặp gỡ ở gần nhà nhau hoặc đi chơi cùng bạn bè. Thực chất, Park Shin-hye và Choi Tae-yong từng dính tin đồn tình cảm, nhưng sau một thời gian thông tin ấy lắng xuống khiến cho khán giả cho nó rằng chỉ là tin đồn thất thiệt thiếu căn cứ. Sau khi Dispatch tung bằng chứng Park Shin-hye và Choi Tae-yong đang gặp gỡ, công ty quản lý của cặp đôi này đã ngay lập tức xác nhận. Trước đó, Park Shin-hye cũng từng bị dính nghi vấn đang gặp gỡ tài tử Lee Yong-sik. Cô cũng từng bị đồn phim giả tình thật với Lee Min-ho. Nhưng sau tất cả, người Park Shin-hye chọn lại là anh chàng điển trai Choi Tae-yong. Tây Du Ký Nữ Nhi Quốc được phỏng tác từ tập truyện liên quan đến Tây Lương Nữ Quốc trong nguyên tắc văn học. Trên hành trình đi Tây Thiên thỉnh kinh, 4 thầy trò Đường Tăng Phùng Thiệu Phong tình cờ lạc vào vùng đất bí hiểm tách biệt với thế giới bên ngoài. Con người ở đây đều là nữ giới và thiếu vắng hoàn toàn các đấng nam nhi. Đúng như tựa đề, Tây Du Ký Nữ Nhi Quốc tập trung khai thác hành trình của 4 thầy trò Đường Tăng qua Tây Lương Nữ Quốc. Một số kiếp nạn chính ở miền Bắc như nhóm thầy trò uống nước sông Mẫu Tử rồi mang thai hay đối phó với yêu quái xét đều được đề cập tới, song chúng lại bị cải biên rất nhiều, trở thành chi tiết phụ với thời lượng hạn chế. Điểm nhấn của tác phẩm này nằm ở mối quan hệ giữa Đường Tăng và nữ vương của Tây Du Nữ Quốc. Giống hai tập trước, đạo diễn Trịnh Bảo Thị sáng tạo thêm nhiều tình tiết liên quan đến cảnh và tâm lý nhân vật trong phim so với nguyên tác, giúp câu chuyện tình của Tây Du Ký Nữ Nhi Quốc độc đáo và chứa đựng tư tưởng khác biệt hơn. Trong phim, Đường Tăng và nữ vương gặp gỡ nhau tình cờ, là dường như tình yêu sét đánh đã nảy sinh từ đó. Điểm đặc biệt ở đây là sự rung động không chỉ đến từ một phía mà là cả hai bên. Không chỉ đi sâu khai thác khía cạnh tâm lý tình cảm, Tây Du Ký Nữ Nhi Quốc còn tăng cường tính cách hài hước cho tác phẩm. Lần này, ba đồ đệ của Đường Tăng đều trở thành kết phụ, nhường đất diễn chính cho sư phụ để bằng lòng với vai trò cây hài của phim. Phim chính thức khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 16 tháng 2. Bản tin giải trí đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại!